Chào các bạn, trong video này App Channel sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách cài đặt để sử dụng 3G tiết kiệm trên iPhone. Thì như các bạn đã biết, Safari không có chức năng nén dữ liệu giống như Chrome hay là Opera. Và ở đây thì máy của mình đã có cài đặt sẵn Chrome. Thì để sử dụng tính năng gọi là tiết kiệm dữ liệu thì các bạn mở Chrome ra, bấm tùy chọn, sau đó chọn cài đặt. Kéo xuống, có mục băng thông các bạn chọn vào, có mục trình tiết kiệm dữ liệu, các bạn bật lên ạ. Thì khi bạn bật lên như vậy thì dữ liệu sẽ được gửi về máy chủ Google xử lý và nén lại. Sau đó được mới gửi về máy iPhone, sẽ tiết kiệm dữ liệu hơn là trường hợp các bạn dùng Safari. Tuy nhiên là với Safari thì các bạn sẽ dùng được đầy đủ tính năng và nhìn cũng đẹp mắt hơn. Đây là cách để các bạn tiết kiệm dữ liệu trong trường hợp mà sử dụng những trang web đơn giản. Ngoài ra thì các bạn có thể sử dụng thêm các cái tính năng khác như là nén nhạc hoặc ảnh trước khi gửi, hoặc những thủ thuật dùng như là chọn những định dạng video chất lượng vừa phải hoặc chất lượng ảnh thấp khi duyệt web thì cũng sẽ tiết kiệm được dung lượng 3G. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hy vọng các bạn sẽ luôn ủng hộ App Channel. Xin chào các bạn.